Đây là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ Thỏa thuận trần nợ Hoa Kỳ đã vượt qua cửa ải Hạ Viện Với tỷ lệ 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống, dự luật nâng trần nợ công của Hoa Kỳ đã được Hạ Viện thông qua Tiếp theo, dự luật sẽ được chuyển đến thượng viện Hoa Kỳ để bỏ phiếu chuẩn thuận trước khi được Tổng thống Joe Biden ký ban hành trước ngày 5 tháng 6 Thời điểm chính phủ liên bang không còn tiền để thanh toán các khoản chi phí 165 lá phiếu ủng hộ từ các dân biểu dân chủ đã giúp cho dự luật nâng trần nợ công vượt qua được sự phản đối từ 71 thành viên bảo thủ trong Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Hiện thì Hạ viện có do phe Cộng hòa kiểm soát với mức cách biệt rất sát sao là 222 trên 213, khiến cho sự phản đối của các nghị sĩ cực hữu thuộc Đảng Cộng hòa có sức nặng hơn. Nếu được ký ban hành, dự luật sẽ nâng trần nợ công của Hoa Kỳ cho tới tháng riêng năm 2025. Khoảng thời gian này sẽ cho phép Tổng thống Biden và Quốc hội Hoa Kỳ tạm bỏ qua vấn đề gây chia rẽ sâu sắc về mặt chính trị cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm 2024. Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết dự luật trên nếu được thông qua sẽ giúp cho chính phủ Hoa Kỳ tiết kiệm khoảng 1.500 tỷ Mỹ Kim trong một thập niên. Đây là mức thấp hơn con số 4.800 Mỹ Kim mà được Đảng Cộng Hòa nhắm tới khi thông qua một dự luật khác tại Hạ viện vào tháng 4 và cũng thấp hơn mức 3.000 tỷ Mỹ Kim mà Tổng thống Biden cam kết thu về thông qua các sắc lệnh thuế mới. Tại Thượng viện, lãnh đạo của cả Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã bày tỏ hy vọng sẽ có thể thông qua dự luật về trần nợ công của Hoa Kỳ trong tuần này. Hoa Kỳ kêu gọi mở đường dây liên lạc với Trung Cộng giữa lúc căng thẳng gia tăng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken đã nói với các ký giả trong chuyến viếng thăm Thụy Điển mới đây như sau. Có hàng loạt các sự việc không chỉ nhắm vào chúng tôi mà còn nhắm vào các quốc gia khác trong những tháng gần đây. Tôi nghĩ điều đó càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các đường dây liên lạc thường xuyên và cởi mở, bao gồm đường dây liên lạc giữa các bộ trưởng quốc phòng. Tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thông báo một chiếc máy bay chiến đấu J-16 của Trung Cộng đã bay cắt ngang gây nguy hiểm cho máy bay chính xác AR-135 Private Toy của Hoa Kỳ trong không phận quốc tế trên Biển Đông hôm 26 tháng 5. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh, điều nguy hiểm nhất đó là không có sự liên lạc giữa hai bên, kết quả là dẫn đến sự hiểu lầm và thông tin sai lệch. Như phía Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố, mặc dù có sự cạnh tranh với Trung Cộng thế nhưng Hoa Kỳ cũng muốn bảo đảm rằng điều đó không dẫn đến cuộc xung đột. Vào thời điểm quan trọng nhất cho điều đó đó là các đường dây liên lạc thông thường. Quan hệ giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ liên tục bị leo thang sau hàng loạt các sự việc căng thẳng như là chuyến viếng thăm của cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đó là bà Nancy Pelosi tới Đài Loan vào năm ngoái. Cái đến là cuộc gặp gỡ của nữ tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là ông McCarthy tại California. Rồi vụ Hoa Kỳ bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Cộng. Hay là vụ Trung Cộng áp đặt lệnh cấm đối với những con chip điện tử của Hoa Kỳ hồi gần đây. Trung Cộng cũng từ chối đề nghị của Hoa Kỳ về việc gặp gỡ hội đàm giữa hai vị Bộ trưởng Quốc phòng bên lề cuộc đối thoại shangri la ở Singapore. Tin về ông Trump bị ghi âm thừa nhận giữ tài liệu mật về Iran. Theo đài CNN, các công tố viên liên bang đang giữ bản ghi âm ông Trump thừa nhận bản thân đã giữ một tài liệu mật về Iran. Theo hãng tin Reuters, đoạn ghi âm cho thấy sau khi rời thổi tòa Bạch Ốc vào năm 2021, ông Trump thừa nhận đã giữ lại tài liệu mật về một cuộc tấn công Iran có thể xảy ra, CNN cho biết họ không tiếp cận được đoạn ghi âm này, nhưng chiếc dẫn lại lời có nhiều nguồn tin. Theo đó, tiết lộ của ông Donald Trump cho thấy, ông muốn chia sẻ thông tin này nhưng nhận thức được những hạn chế về khả năng giải mật tài liệu sau khi rời khỏi nhiệm sở. Một đại diện của ông Trump cho biết sẽ không bình luận về đoạn ghi âm hoặc về những nhận xét cụ thể được cho là của ông Trump. Ông Stephen Chung, là phát ngôn viên của ông Trump, tuyên bố, Việc dò rỉ thông tin từ phía đảng phái cực đoan đằng sau cuộc đàn áp chính trị này được thiết kế để thổi bùng căng thẳng cũng như tiếp tục quấy rối cựu tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông ấy trên các phương tiện truyền thông. Hiện hệ bộ tư pháp đang điều tra xem liệu ông Trump có vi phạm luật hay không khi giữ lại các hồ sơ mật của chính phủ sau khi rời nhiệm sở, một số hồ sơ trong đó được đánh dấu tối mật. Cơ quan này tin rằng ông Trump đã nắm giữ bất hợp pháp các tài liệu bao gồm một số tài liệu liên quan đến việc thu thập thông tin tình báo và các nguồn nhân lực mật cho một trong những bí mật được giữ kín nhất của Hoa Kỳ. Camera của hãng Amazon được nhân viên sử dụng để xem trộm khách hàng nữ. Một nhân viên cũ của công ty camera chuông cửa có tên là Ring thuộc Amazon đã theo dõi khách hàng của họ trong nhiều tháng vào năm 2017 thông qua các camera đặt trong phòng ngủ và phòng tắm của khách hàng. Tin tức nói trên được Ủy ban Thương mại Liên bang đề cập trong một hồ sơ gửi cho tòa án hôm 31 tháng 5 vừa qua. Ủy ban Thương mại Liên bang đã công bố khoản bồi thường trị giá là 5 triệu 800 ngàn Mỹ Kim từ công ty Amazon liên quan tới việc xâm phạm quyền riêng tư. Công ty Amazon cũng đồng ý trả 25 triệu Mỹ Kim để dàn xếp các cáo buộc cho rằng họ đã xâm phạm quyền riêng tư của trẻ em khi không xóa các bản ghi Alexa theo yêu cầu của cha mẹ và lưu trữ lâu hơn mức cần thiết. Theo hồ sơ tòa án liên bang ở Seattle cho hay, Số tiền phạt tổng cộng là 30 triệu 800 ngàn Mỹ Kim, chỉ chiếm một phần nhỏ trong lợi nhuận trong tam cá nguyệt đầu tiên của Amazon, đó là 3 tỷ 200 triệu Mỹ Kim. Ủy ban Thương mại của Liên bang khẳng định rằng, công ty Ring đã cấp cho nhân viên quyền truy cập không hạn chế vào dữ liệu video nhạy cảm của khách hàng. Các nhân viên và nhà thầu của bên thứ ba có thể xem và tải xuống cũng như chuyển dữ liệu video nhạy cảm của khách hàng cho mục đích riêng tư. Trong sự việc vào năm 2017, một nhân viên của Ring đã xem video của ít nhất 81 khách hàng là phái nữ và nhiều nhân viên khác khi mà họ sử dụng các sản phẩm của công ty này. Hành động của Ủy ban Thương mại Liên bang là những cố gắng mới nhất của cơ quan này nhằm buộc các ông lớn trong ngành công nghệ phải chịu trách nhiệm về những chính sách mà giới phê bình cho rằng đã đặt lợi nhuận lên trên quyền riêng tư. Công ty Amazon đã mua lại công ty Ring hồi tháng 4 năm 2018 và họ phủ nhận việc vi phạm luật nhưng cam kết sẽ điều chỉnh hoạt động của công ty này. Cảnh sát giao thông Hoa Kỳ phát lệnh bắt miễn phạt cho người thân Matthew Blanchi là một cảnh sát New York mới gửi đơn kiện lên tòa án ở Manhattan về việc những người đứng đầu sở cảnh sát đã sử dụng một loại thẻ ưu tiên cho gia đình, bạn bè của lực lượng cảnh sát để tránh được các vé phạm giao thông cho một số lỗi nhỏ như là chạy quá tốc độ hay không thắt dây an toàn. Khi vi phạm giao thông, tài xế chỉ cần trình thẻ này thì cảnh sát sẽ hiểu họ có mối quan hệ gần gũi với sở cảnh sát New York và sẽ bỏ qua lỗi. Nhiều cảnh sát đang làm việc cũng như đã nghỉ hưu hiện có quyền sử dụng hàng trăm chiếc thẻ và cho đi để đổi lại những khoản giảm giá khi mua đồ ăn hoặc một thứ gì đó, theo ông Bianchi. Bianchi cũng cho biết anh từng bị khiển trách trong nhiều lần khác khi viết phiếu phạt cho người quen hay phụ huynh của cảnh sát. Trong một số trường hợp, sĩ quan cấp trên của anh có thể xem lại video ghi từ camera gắn trên người Bianchi để xem anh có gây khó dễ gì với những người kia hay không. Giọt nước làm tràn ly là vào mùa hè năm ngoái khi anh Bianchi phạt một người bạn của cảnh sát trường Jeffrey Madre chỉ 3 ngày sau, Bianchi bị hất cẳng ra khỏi lực lượng tuần tra giao thông và bị chuyển sang đội tuần tra ban đêm. PBA là đơn vị cảnh sát lớn nhất ở New York, không phủ nhận sự tồn tại của loại thẻ ưu tiên, nhưng nói rằng sẽ xem xét để quyết định về chính sách của sở. Các đơn vị cảnh sát New York lâu nay vẫn phải đối mặt với sự giám sát khắt khe của truyền thông về lợi thẻ được nhắc đến và cả về khía cạnh liên quan tới nạn tham nhũng cũng như việc mua bán công khai trên mạng. Tỷ phú Elon Musk đã giành lại vị trí người giàu nhất thế giới với trị giá tài sản hiện nay là 192 tỷ Mỹ kim. Trong khi đó, theo ước tính của chỉ số Bloomberg thì trị giá tài sản ròng của người giàu thứ hai đó là ông chủ của tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH là Bernard Arnault, ước tính là 187 tỷ Mỹ kim hai vị tỷ phú nói trên đã cạnh tranh với nhau để giành ngôi vị người giàu nhất thế giới trong nhiều tháng qua. Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Arnold đã vượt qua ông Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới khi mà tài sản của ông tăng lên nhờ sự bùng nổ về doanh số bán hàng xa xỉ đã giúp đẩy giá cổ phiếu của công ty LVMH lên cao. Vào tuần này, thì tài sản của ông Ano đã giảm đi sau khi cổ phiếu của LVMH đi xuống, khi mà niềm tin vào sự phát triển của lĩnh vực hàng xa xỉ đang bắt đầu phai nhạt, trong lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy mức tăng trưởng về kinh tế chậm lại, đặc biệt là tại thị trường quan trọng Trung Quốc. Cổ phiếu của tập đoàn LVMH đã giảm khoảng 10% kể từ tháng 4 có thời điểm, tài sản rong của ông Ano đã bị thổi bay tới 11 tỷ Mỹ Kim chỉ trong vòng một ngày. Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk đã kiếm được hơn 55.3 tỷ Mỹ Kim trong năm nay, phần lớn là nhờ vào xe điện Tesla. Cổ phiếu của hãng xe hơi chạy bằng điện này đã tăng lên 66% từ đầu năm cho tới nay. Chuyên gia NASA nói chưa có bằng chứng thuyết phục về sự sống ngoài trái đất. Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA đã tổ, chức cuộc một cuộc trao đổi công khai đầu tiên về vật thể bay không xác định UFO, khẳng định họ không che giấu bất cứ điều gì. Tháng thông tin AP, đây là lần đầu tiên NASA giao lưu và trả lời câu hỏi của công chúng kể từ khi khởi động nghiên cứu về những gì mà chính phủ Hoa Kỳ gọi là hiện tượng dị thường chưa xác định. Sự kiện kéo dài 4 giờ được tổ chức tại trụ sở NASA ở Washington DC và được phát trực tiếp với sự tham gia của một hội đồng chuyên gia độc lập thực hiện nghiên cứu nói trên. Nhóm này bao gồm 16 nhà khoa học và các chuyên gia khác do NASA lựa chọn trong đó có phiền gia đã về hưu Scott Kelly người Hoa Kỳ đầu tiên dành gần một năm trong không gian sau sự kiện chuyên gia Dan Evans của NASA cho biết hoàn toàn không có bằng chứng thuyết phục nào về sự sống ngoài trái đất liên quan đến các vật thể không xác định tuy nhiên hàng trăm câu hỏi mà công chúng gửi đến trước khi sự kiện diễn ra thì sự hoài nghi và nhiều trường hợp quay sang các thuyết phỏng mưu báo cáo cuối cùng của hội đồng dự kiến được công bố vào cuối tháng Đến đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi vài thông tin thương mại đồng bào cho đài và chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Ad Xin quý vị tiếp tục theo dõi.